Chloe's Entertainment Channel. Chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ chơi mấy món đồ chơi này nè mấy bạn. Đây, hai chai dầu, coi trong đây nó có gì nha mấy bạn. Đây, còn đây là cái gì? Đây là Pop It. Nhìn thấy đẹp không? Bướm. Wow. No, it's a bow tie. Bow tie hả? Yeah. Chloe nói này là cái nơ. Ủa nhưng mà nhìn giống bướm mà. No, look at this on the ground. Vậy đó hả? There's no horns. Ok. Chloe nói cái này là cái nơ. Ok, trời mami mà không biết cái này là cái nơ luôn. Trời đất ơi, xấu hổ quá đi. Ai da, sorry. Đây là hôm nay mình sẽ chơi trò chơi xếp hình nha mấy bạn. Trời ơi, chút nữa sẽ biết chơi như thế nào. Khó lắm nha. Trong đây là tới 100 miếng nhỏ. Ở trong đây mình sẽ xếp lại á. Ok, rồi. Bây giờ mình sẽ tháo cái này trước đúng không? Dạ. Tháo này trước. Dạ. Và bỏ mấy này xuống đi ha. Chút nữa mình sẽ chơi. Bỏ này qua đi. Đợi mấy bạn. Đây, hộp hai trái dâu. Đây, cái hộp ở đây nói là có cái mùi real fruit smell, tức là ngửi cái mùi nó giống như cái mùi của trái dâu thiệt. Có đúng gì không? Mở ra coi nha. But right here says banana. Banana. Banana hả? Banana. Ok. That says banana. That's. Trời, đọc tiếng Anh gì ghê vậy? Banana. That's really hilarious. Trời, đọc tiếng Anh thấy mắc cười quá. Banana. Cười ghẹo mấy bạn đó mấy bạn ơi. Đúng không? Đây, coi có gì nha. Coi trong đây có hai trái dầu. Ôi, cái này là, đây là quà Giáng sinh của Chloe luôn rồi mấy bạn. Đó. Have those. Hả? Have those. Nè, con lỡ ra đi. Did you know this is her nest? Trong đây chả có gì hết. You wanna make her nest. Ở trong đây là sẽ có cái surprise nha mấy bạn, để coi ở trong hai trái dâu này có cái gì nha. Ok, this is her nest. Rồi, coi trong hai trái dâu này có gì. Đâu là hồi nãy là khoan, ở trên cái hộp đó, nó nói là ở trong hai cái trái dâu này khi mà mình mở ra đó là mình sẽ ngửi giống như cái mùi trái dâu thiệt. Còn ngửi thử coi có mùi dâu không? Hay là phải mở cái bịch này ra ta? Chưa thấy cái mùi dâu luôn. No, let me smell this one. Đó. That's great. Nó thấy cũng có cái mùi dâu, nha. I'll open it up right now. Trời, hửi quá trời hửi. Cũng có cái mùi dâu chút đỉnh. Coi trong đây có gì. Đâu, đây mày mở cái bao ra cho Chloe nè. Coi khám phá thử. Đây. Không. Đâu là biết điều rồi. Đây là hũ. Vậy đó ha. Đây là hũ. Nè, mẹ làm gì cho nhanh hơn nè. Coi trái dâu trong đây có gì nha. No face, I got a hole open. Ok. Chloe ngồi ghi mở cái bịch này. Đây mày cắt cho con cá rồi con mở. No, fans, I'm opening the hole. Ok, đây cho các bạn nhìn gần lại nè. Đâu, Chloe mở ra có gì rồi con? Wow. What you got? Đâu, mở ra coi trong đó có gì. Wow, có cái sticker đúng không? Ôi, có cái con gì nữa vậy? Hai con. Wow. I think this is a hedgehog, I don't know. Con này con gì? Này con heo phải không? I don't know. Đúng rồi, heo nè. Nhìn đến mấy bạn. Đó. Heo mà. Này con mèo. Ủa giống mèo mà, đúng không? Mèo kitty. Dễ thương chưa? Look, I got a pineapple. Có gì đâu? Pineapple. Đâu? Trái thơm hả? Yeah, the pineapple. Yeah. Pineapple. Để cho mẹ mượn coi. Trời ơi, nhỏ xinh xinh. I also have stickers too. But it's on my face. Này phải pineapple không? Này đâu phải trái thơm đâu. Yeah, that's right. Đâu, cái này là giống cái con bunny Chloe ơi. Còn sticker hả? Yeah. Đâu còn dán lên mặt không vậy? Yeah. Ở trong cái bọc đó có mấy cái đó đó ha. Trời ơi, dễ thương quá vậy. My nose too. Trời ơi, gì dán tùm la trên mặt kìa trời. Ghê quá. Oh my goodness. Wow. Ủa? Look like a unicorn. Ủa có nhiều dáng hết luôn vậy hả? No, still more. Đâu còn gì nữa không? Trong bao. Ủa cái gì vậy? Đâu đưa ra coi coi. Này gì đây mấy bạn? Rồi mấy cái hình này không biết gì luôn, nhỏ xíu dễ thương quá. Chưa biết cái này là cái gì luôn. À, giống như cái con gì á, cái You have to... Oh, there is that. Không biết cái đó là gì. Ôi, thêm mấy cái này không phải sticker mà mấy cái mà mình thường hay dán mấy bạn hay chơi á, dán. Tự nhiên quên mất tiêu cái này gọi là cái gì rồi. Mấy bạn ai biết đây là cái gì chỉ giúp nha. Đây. Thôi được rồi, cái gì ngồi dán hoài trời ơi. Have to be a unicorn. Chloe dán mấy cái đó lên để thành unicorn đó mấy bạn. Cái nhân vật unicorn á. Đâu còn gì nữa không? Gì ngồi dán hoài vậy? Hết rồi hả? Guys, there's only two. À hết rồi hả? Đó là được nhiêu đây nè, nhiêu đây đồ chơi nhỏ nhỏ nè. Đó mở ra rồi đó. Đây. Go to this. Thôi bây giờ mình chơi Pop It đi. Hết rồi, mở ra được có nhiều đây thôi đó. Just not sticking on me. Hả? Cái gì? There you go. Sticks. No, unicorn. Unicorn à? Rồi, thôi bây giờ. Đây nè mấy bạn đó, trong hai cái dâu này á, có nhiều đây đồ chơi á. Đó, nè. Làm là chìa khóa cũng được nè. Ôi dễ thương quá. Wow. Okay, all of them is open. Okay, thôi bây giờ mình chơi Pop It nha. Thôi giờ chơi Pop It nha. No, pass it. Thôi lấy chơi Pop It trước à. No. Ôi chơi Pop It à, bỏ mấy này vô chơi Pop It à. Yeah. Chơi Pop It nha. Giờ mình chơi thử thách nha, hai mẹ con mình chơi. Wait, I got these stickers. Sticker nữa hả? Yeah. Wow. You're good, get out of the way. Get out of the way, you have to sit down because you're tired. Trời lâu quá à, dán gì vậy lâu quá. Trời thôi cái này á hả, nhiêu đây đủ rồi. Rồi có nhiêu con dán hết lên trên mặt con. Please have puzzle, please play. Thôi chơi Pop It, giờ chơi Pop It trước. No. Thôi chơi Pop It trước à. No. Thôi chơi Pop It trước đi. Ôi chơi cái đó hả, lâu lắm á nha. Wow. Rồi thôi bây giờ mình bắt đầu chơi Pop It nè. Đây nè mấy bạn, giờ mình chơi Pop It nha. Đây đừng gọi là Pop It hình cái nơ. Đây giờ quy luật chơi ở đây cái Pop It này tức là đây nè mấy bạn, mình bấm một cái thì nó lún xuống này, mấy bạn thấy không đó, thấy không đó. Rồi bây giờ mình chơi trò này nha. Thôi giờ hãy trò này chơi. But when they win, press this button. Boop. Sao? When they win, press this button. Boop. Thôi bây giờ về đi. Nè, bây giờ... I wanna put it back. Biết rồi. Chưa, bây giờ mình bắt đầu bây giờ chơi nè. Can I win? Nó bấm cái này gì? Đúng rồi, bây giờ người nào thắng thì người đó sẽ bấm cái này đúng không? Yeah. Ok rồi. Bây giờ Chloe chọn bên nào? Chloe bên này đi nha. No, that's one. Bên này đúng không? Yeah. Rồi. Bây giờ chứ không ăn dán không được bấm chứ à. Trời ơi chơi chơi gì vậy không được. Rồi bây giờ mẹ chọn bên này, Chloe chọn bên đây đúng không? Yeah. Rồi nếu bây giờ là bên nào mà ấn xuống hết trước là bên đó thắng nha. Ok rồi bắt đầu. Trời chưa hết nó bấm chứ. I'm a mad kitty. Popping, 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 popping. Is there more? Oh. Phải ấn hai ngón tay cho nó nhanh mới được. Mami thắng rồi. An giang. Thôi Chloe ăn gian quá à. Chi ăn gian. Con còn nè, con còn mấy cái nè. Chưa có pop hết nè, thấy không? Okay, pop back up with these. I will start again with these. Rồi, okay. I will start again with these, okay? Rồi, bây giờ con pop hết luôn đi, rồi mình bắt đầu lại. No. Stop doing it. Stop it. Chơi gì vậy, sợ luôn. Stop it. I want to do puzzle right now. I want to do puzzle right now. Chút nữa, bây giờ mình thắp thoát tiếp nè. Giờ mẹ thắp thoát Chloe tiếp nha. Rồi, đây. Rồi, pop lại bên đây. Bây giờ nè, trong vòng 1 phút. Yeah, win. Chưa. Bây giờ trong vòng 1 phút nha, là Chloe sẽ pop được bao nhiêu cái, xong rồi tới phiên mẹ trong vòng 1 phút mẹ sẽ pop được bao nhiêu cái là mình đếm nha. Người nào nhiều hơn, người nào nhiều hơn người đó thắng. Không, đừng đẩy nó lên lại, không được nè. Và bây giờ mẹ bấm giờ trước nha. Đây mấy bạn, giờ bấm giờ trước nè. Bấm giờ. Đây. It's gonna be a long time ago, mommy. It's not gonna be too bad. Bây giờ mình sẽ bắt đầu 1 phút. Trong vòng 1 phút coi Chloe pop được bao nhiêu cái pop thịt đó nha. Bao nhiêu cái này? Easy form. Rồi đợi xíu nha. Nè, chuẩn bị. Bắt đầu. Rồi, pop đi. Rồi tiếp luôn. Thời gian còn rất ít. Finish. Hết rồi. Ôi, vậy là hết 1 phút là Chloe là pop thịt hết luôn rồi hả? Trời, hay quá vậy. Bây giờ tới phiên mami nha. Tại vì thở dữ vậy? Trời, cô bả kìa. Nè, rồi bây giờ tới phiên mẹ nha. Tới phiên mẹ. Mẹ 1 phút luôn đúng không? Dạ. Ok. Rồi bây giờ bắt đầu đó. Nè, giờ bắt đầu bấm cái này vào 1 phút nha. Ok, let me hold it. Khoan, bấm một cái nè. Chuẩn bị. Bắt đầu. You have to press this one too. Yeah. 3, 2, 1, 0. Đâu còn bao nhiêu giây, còn tới 36 giây lận mà. Trời ơi. Nhanh. Nãy Chloe là vừa đúng 1 phút là Chloe xong đúng không? Ôi trời. 2 ngón nè. 2 ngón. No, only one. Gì? Only one. Trời, người ta muốn bấm mấy ngón người ta kệ người ta chứ. Trời đất ơi, gì cục dễ. Nè. Ê. Đây là pop it. Pum. Pum. Hết chưa? Pum. Chưa hết nè. Trời, sao nó bấm nó rồi nó lại nói. Done. Vậy là mẹ thua Chloe rồi, hết thời gian rồi, nhưng mà mẹ vẫn còn nè mấy bạn, thấy không? Chưa còn nhiều cái chưa có pop nè, chẳng hạn như mấy cái này nè, thấy chưa? Mấy bạn ơi, vậy là Chloe thắng cái trò chơi pop thịt rồi, thắng mommy rồi. Đó, cái pop thịt này là mình chơi vậy đó mấy bạn, vui lắm. Đó, cứ bấm vậy đó. Đó. Thôi bây giờ trò chơi kế tiếp nha. Ok, con muốn xếp hình đúng không? Đây, tên. Ok, let's move this away and then we can build it. Ok. Move this away. Ok. Move this away. Bye bye, Pop It. Đây mấy bạn, đây xếp hình nha. Mấy cái này là mấy bạn cũng quen rồi nhưng mà 100 miếng. Cái thách thức để xếp được cái hình này là 100 miếng nha. Ok, rồi mở ra coi có gì nha. Chloe mở ra nha. Chloe ơi, bây giờ con mở cái hộp này ra coi trong đây nó có gì. Đây, xếp hình nha. Puzzle á mấy bạn. Yeah. Yeah. Order. Trời ơi, 100 miếng à. Rồi xếp cái này chắc tới mai luôn quá. Wow, trời ơi, có nè. Mấy cái miếng nhỏ gì không? Có cái hình để mà hướng dẫn không? Đâu mình xếp ra cái hình nào đâu? Xếp ra cái hình này. Đó, 100 miếng thôi nè, mấy bạn thấy không? Không có dễ đâu nha. Right. Đâu? Wow, đó, xếp thành cái hình đó đó. Đây, 100 miếng này. Đây nè mấy bạn, trời ơi. Thôi xếp chắc tới mai luôn quá. Ok, join me, I don't know how to build it. Ok, rồi bây giờ mình chuẩn bị bắt đầu xếp nha, để mẹ giúp con nha. Yeah. Rồi mấy bạn ơi, bây giờ mình chuẩn bị mình xếp nha, xếp cho được cái hình này. Đây. Trời ơi. I love eggs. Nó khó lắm nha. Rồi bây giờ Chloe giúp mẹ đi, bây giờ con đâu? I don't know how. Con không biết, là đây mẹ chỉ cho. Rồi. Đây. Rồi tìm số đi, tìm giúp mẹ cái số 2 coi, số 2. Biết số 2 không? Trời ơi, cái này chắc xếp chắc tới ngày mai luôn quá. Is this? Đâu? Đúng rồi. Rồi tìm giúp mẹ đi. Cái nào rồi nữa? Nè, tìm cái nào có số 2 á, đưa cho mẹ ha. Được không? Cái phải số 2 không? Ừ, bây giờ mình chia nhóm ra trước đi, chứ để không thôi free đầu tráp. Số 3 rồi. Đây, này số mấy đây? 5. Trời ơi, bây giờ phải chia nhóm ra. Đó. Chia nhóm ra những cái hình này trước đi. 2 3 5. Get that right. Ừ. Rồi, kiếm đi, kiếm số cho mẹ đi. Cái nào nữa? Rồi số 2, số 3, số 4, số 5 gì đó. 4 hả? Ừ, hả? Ừ, đánh số trước rồi 4 đó. 4 đâu rồi? 4 đâu rồi? 4 đâu rồi? Cái này em 4 không? Cái này số 6 nè. 6 bỏ vô nhóm số 6 rồi, hồi mình mới xếp lại. Cái này phải đúng không? Ừ, đúng, cái số nào cũng đúng mà. Đây, giờ chia nhóm trước đi. Chứ không hồi đâu có biết cái nào đâu. Trời ơi, cái này nó tới 100 miếng nha mấy bạn. Xếp chắc hả, đuối luôn á. Rồi, tìm đi. Chloe tìm số giúp mẹ đi. Is this 4? Ừ, 4 nè. I bought one of these. Huh? You go. Yeah. Damn. Mm. No. How about this one? Damn. So bad. I'm dancing. I'm dancing like a chicken. Tìm phụ đi chứ. Phải phụ mẹ chứ. Phải xếp phụ mẹ chứ. Này số 8. Cần lấy hết luôn á. 5 số 8. Cần lấy hết luôn á. Ừ, lấy đi. 4 3. Trời ơi, cái gì dục qua đây chi? Cái số 2 nè con, số 2 nè, số 2 để trên đây. Được không? Ok then. I'm dancing like a chicken. I'm dancing like a chicken. Mệt Chloe quá, không chịu giúp mẹ là chứ ngồi đó chơi không mà nè, trong khi mẹ phải tìm giúp con nè. Số 2 để đó đi. Mình chia nhóm ra trước nè. Rồi ăn gì quậy dữ vậy? Số 3 nè, 4 nè. Rồi mình chia nhóm xong rồi. Này số 1 nè nha, đó. Rồi số 1. Đầu tiên là số 1 bắt đầu ở đây. Ok, rồi đến số 2. Ôi, số 2. I can't get too comfortable. Cái gì? I can't get too comfortable. Cái gì? I can't get too comfortable, mommy. Rồi, gắn nó vô. I can't get too comfortable. Là sao? Because I cannot be too cozy that thing. Cái này cũng phải luôn. I cannot get cozy that thing. Ôi, ai biết đâu nè, gắn vô đây chứ. Lộn. Hả? Giờ đến cái nhóm số 3 nè. Đó. Rồi. Nhóm số 2 có 2 hả? À vậy đó hả? Có nhiều. À có nhiều. Phải vậy ông đây không biết nữa. Cái này hả? Nằm ở đâu đây? Để cái hình đây nè mấy bạn. Trời ơi nó khó quá đi. Cái này 3. Ủa sao cái nhóm số 2 nó có hai hình, nó chắc nó đâu mất tiêu à? Chắc nãy mình lấy nó lạc đâu rồi. Ở đây hả? Cái nhóm số 2 nãy con có bỏ lộn đâu không? Chắc là không đúng không? Ủa sao nó chỉ có 2 miếng nha, nó đúng là nó phải 4 miếng chứ hả? Chắc là bỏ lộn đâu rồi, Chloe rồi. Ừ, thôi kệ nó đi chút nữa. Chắc nó lẫn ở trong đây nè. Chút nữa mình lấy nó ra ha. Ôi bây giờ không biết cái này nó nằm đâu đi nè, nó phải có 3 nè. 32 đâu. Trời ơi kiếm mấy cái này cũng đây. 33 nè. Rồi ba cái này xếp lại với nhau. Đây. Đó. Không cái này sẽ được. Đó, đứng đứng. Chà, mẹ đang kiếm cái số đây nè. Chloe không phụ mẹ gì hết trơn mà nó phá nha. Tôi phá hoài luôn á. Ôi nha. Được chưa? Đây nhìn nè đó. Con thích ép lắm hả? Thích ép lắm hả? Đó. Ép một vật rồi em còn. Ừ. Được không? Đó. Cái này nó mình mà gắn vô đúng là nó gắn rất là dễ nha mấy bạn. Tới số mấy vậy? Đây, cái này đúng không? Cái hình nè. Đó. Chấm đỏ. Tới trên này. Chấm đỏ đi. Chấm đỏ trước đi. Chấm đỏ ở đâu? Nè. Đây đây đây. Xếp thành cái hình tròn trước à? Ok dance hả? Trời ơi, nó không ngồi nó xếp phụ tôi gì, ngồi nói hoài, không xếp phụ mẹ gì. Chưa? Ừ, từ từ mình phải ráp xong này đi rồi mình thả cái kia vô. Ủa này đúng không vậy? Ủa cái này đúng không vậy? Cái này đâu vậy? Cái picture. Hả? Cái picture. Cái này số mấy vậy? Ừ, đợi xíu. Ủa đúng rồi mà, đúng không? Không biết. Không có biết hả? Chloe này không giúp mẹ được gì trên trời, chán quá. Phải vậy không? Chắc không phải. Dạ. Chắc rồi. Phải vậy hả? Look at the picture please for me please. Từ từ đi, mẹ nhìn trong đây nè. Coi hai cái này nó gắn lại với nhau nè, được nè, thấy không? Là nó đúng nè. Đó. What I put this inside. Phải vậy không? Hình như hai cái này nó không đúng đó Chloe ơi. Hai cái này nó là một cặp nè. Ở này. Đây hả? Trời rác cái này khó quá à. Quá khó luôn á. Đây. Nhưng mà nãy bật sáng làm được mà. Vậy đó hả? Hết rồi đây. Đúng không? Cái miếng này chắc mày gấp ngược. Miếng này sao nó ngộ ngộ vậy? Ủa cái vậy? À vậy mới đúng nè. Rồi. Rồi cái này bỏ vô chính giữa đúng không? Yes. Đâu, but where's gold? Like this mommy. Hả? Like this. Khoan khoan. Oh. Trời ngồi ráp mấy cái này hả? Ây da, quá khó. Nhưng mà chúng ta có thể làm được. Ủa cái này hồi nãy dính vô đây đúng không? Ủa sao kỳ vậy? Sao bây giờ nó kỳ? À đây. Trời phải gắn đúng thứ tự của nó thì mới được nha. Ok, where this goes like đây. This. Không, đây nè. Đây mày coi coi nó nằm đây. Thấy không? Khớp. Ủa nó 1-2 miếng bị mất tiêu rồi, nằm đâu không biết nữa. Rồi giờ đến nhóm số 4 đi. Số 4 này. Mất tiêu. Ừ. Nè. Đấy nhất nè, này số 2 nè. Cái này nằm đây. Ở đây. Yes. Yeah, thấy không? Đã bỏ lộn á, bỏ lộn vô á nè. Đây nè, Chloe gắn vô đi. Mày phụ mẹ chất. Trời ơi, không phụ tôi gì hết à. Already yeah. Rồi đâu hai cái này đâu? Cái này gắn đâu? I will take this off. Cái gì? I will take these off. Là sao? I don't wanna take these off. Trời không có biết cái này. Khoan từ từ nha. Tới đâu rồi? Từ từ để mẹ coi cái này nó nằm ở đâu đây. Chết ép đây nè. Ủa phải không? Không phải hả? phải cái này nằm đâu ta? I don't know. Mascara. Hỏi Chloe cũng như không. Cái này nằm đâu? Đây hả? Chắc không phải. Google chắc không phải luôn á. Chắc không phải hả? Từ nha. Khó nha. Trời ơi, khó nha. Không hề dễ nha. Mẹ, you do the egg first. You do the egg first. Nó nằm đâu đây? Trời, khó quá à. Quá khó. Quá khó luôn á. Khó quá. Do the egg first. Làm cái egg trước hả? Yes, it's easy. Just do the egg. Huy không giúp mẹ gì đồ chơi cái này. Just do the egg. Rồi thử cái chỗ đây. Do the egg first. Đó. Đúng không? Không biết. Không biết hả? Đó, đúng rồi. Á. Egg. Ừ. Rồi tìm cái đây. Mẹ Chloe gắn vô giúp mẹ đi. Ừ. Trời ơi, không phụ tôi gì hết. À. Nè, gắn vô đi miếng kế tiếp nè đó. We just go. Ừ, con gắn nó sang đây. Right here. Ừ. Ngược lại. Không được, nếu mà gắn vậy không được thì Chloe phải gắn ngược lại như vậy á. Đó, thấy không? Rồi tới miếng này đó, con gắn đi. Mẹ tìm cho con. Ừ. Rồi con gắn nha, mẹ tìm cho con gắn. Đâu đưa mẹ coi coi. Nè. Đó, rồi tới miếng này đi. Gắn cái kế tiếp ở đó luôn. Right here. Ừ, này xuống. Rồi, đúng rồi. Rồi đến miếng này. This one goes over here and then. Ừ, quay lại, nếu mà nó không được thì con phải quay lại. Is that right? Ừ, đúng rồi, rồi gắn vô, đúng rồi, đó mấy cái hình á. Đúng rồi. I got a question. Không biết bạn thấy không? Khó lắm đó nhỏ. I dropped one. Where's this cause? Ở đâu vậy? Bên đây. À, đừng có đụng vô bên đây. Cái nhóm bên đây là nhóm số 5, để nó yên bên đây. Rồi tới miếng này. Rồi gắn đây. Which one goes? Hình này mấy bạn ơi. Mommy, where this goes? This egg, where is it? Hả? This egg. Ah. Không, con phải gắn kế tiếp ở đây nè. Mẹ đã sắp sẵn rồi đó. Is it this one? Ừ, đúng rồi, con phải coi coi xoay nó làm sao. Is it this hole? Ừ. Rồi tới miếng này. This goes to this hole. Ừ, đúng rồi, tới miếng này. Thấy hay dễ không? Đó, có mẹ giúp á. Tới miếng này. This one. No, no, xoay lại. Try. Ok. Đúng rồi, đó, Chloe. Với sự trợ giúp của Mommy, Chloe đã làm được. Rồi, tới miếng này, Rồi. Mommy, where this goes? Tới bên đây luôn. Ừ. Quay nó lại. Quay cái kiểu đó không được thì sẽ quay kiểu khác. This one. Yeah, tới miếng này. This goes over here. Rồi quay nó lại không được, không phải quay nó lại làm sao cho nó được á. Right here. Đúng rồi, chính xác. Đó, nó có cái lỗ thì nó mới vô được, thấy không? Đó, rồi tiếp tục. Wow. Quay nó lại. Ừ, đúng rồi. Ủa, không phải, quay nó lại nữa. Đúng rồi, gắn vô. Đúng rồi, hay quá. Đó, đúng rồi, tới miếng này. It's okay, it's okay. Con phải quay sao cho nó vô được á. Đây, miếng này hơi, đây nè. Nè thấy không? Nhìn nè, đứng vô đây. Này, chóc vào tới miếng này. nghĩ là cái đầu này nó nằm đây nè. Hay quá, yeah, high five. Yeah. Rồi ăn tiếp đi. Ôi Chloe hay chưa. Rồi tới miếng này á. Rồi mẹ để sẵn đây nha. Nè. Rồi tiếp luôn. Tới miếng này. Ừ. À cái kia hả? Đúng rồi, trứng nó nằm đây nè. Đó, sắp thành cái hình rồi đó. Rồi tới miếng này ráp luôn. Đó. Một miếng nữa là thành bức tranh rồi. Yeah. Được rồi đó các bạn ơi. Mình đi sofa. Em sẽ rồi nè. Hả? Trời ơi, Chloe đội ngồi trên đây mấy bạn. Trời đất ơi. Bất giỡn. Đây là bức tranh sau khi mình thôi con mới ngồi lên đó con okay. Ăn luôn ạ. Ngâm luôn nè. Ăn rồi đói bụng rồi kìa. Đây là bức tranh sau khi mà xếp xong nha mấy bạn. Wait. It's just a perfect more sprinkle magic. Trời gì á? It's just a more sprinkle magic. I just have some more sprinkle magic on it. Trời đất ơi, lấy mấy cái đó là mấy cái dán ở trên mà con dán lên trên cái trứng của con hả chi vậy? It makes some sprinkle magic for it's healthy, for more healthy mommy. Trời đất ơi, làm trò gì vậy? Oh my nose. Ôi. Đó là dán xong à, khi mà mình ráp xong là nó thành cái hình vậy đó mấy bạn, đẹp chưa? Sprinkle magic on it. On the egg too. Oh, on my nose too. Stick it. Thôi vậy là xong rồi đó Chloe ơi. Xong hả? Ừ. Rồi thôi bây giờ mình chào tạm biệt mấy bạn đi. Hẹn gặp lại mấy bạn trong video tiếp theo. Look, I wanna eat now. Rồi ăn đi. Nè. Nhâm. Thôi bây giờ Chloe chào mấy bạn đi. Hẹn mấy bạn trong video kế tiếp đi nha. Ok, là khi mình có đồ chơi mới cái mình khoe mấy bạn nữa. Ok, được không? Cho mấy bạn cùng chơi. Yeah. Ok không? Ok, đẹp. Bye, mấy bạn. Bye. Look, I have some sprinkle magic more healthy, mommy.